À, xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm à, ngày hôm nay mình sẽ à, cập nhật cho các bạn cái tin tức mới nhất về um, cái dự án CO như các bạn co à, thì co các bạn nó đã lên một số cái thông báo tweet là họ sẽ sắp bán các bạn và họ sẽ trả cho mình 25 phần trăm tổng số coi ở đây ví dụ đây các bạn có bao nhiêu coi thì họ sẽ trả cho mình à, ví dụ như mình đây mình có là 230 con con này các bạn thì họ sẽ trả cho mình 25 phần trăm trong đó thôi có nghĩa là chỉ tầm khoảng bốn mươi mấy co mươi mấy co thôi các bạn chỉ này chia cho 4 này, là khoảng 50 mươi mấy co thôi và 75 phần trăm còn lại họ sẽ chia trong vòng à, 2 năm nha rồi và cái thông báo quan trọng nhất đó các bạn là những quốc gia nào mà à, thuộc về Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia bị opac trừng phạt ấy, thì sẽ không có được à, không có được à, tham dự. À, thành ra bây giờ cái vấn đề cập nhật đó là vấn đề quan trọng nhất. Thì các bạn cách thức cập nhật thì sao? Các bạn mở Chrome lên giúp cho mình nha. Đây các bạn, các bạn mở Chrome, Rồi, các bạn vào cái địa chỉ là bt cs chấm lớp đây các bạn, đây là cái địa chỉ à, website chính thức của dự án con nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn cái à, download android apk bởi vì cái cái um, cái cập nhật mà mới nhất mà ở trên google play là chưa có nha các bạn thành ra là mình phải đã tải chính thức từ trang web của họ. Đó, rồi ok thì mình sẽ mở lên rồi mình chọn cập nhật nha các bạn. À, các bạn lưu ý cái cập nhật quốc gia này là cái cập nhật mà rất là quan trọng nha Các bạn sẽ phải phải um, cập nhật chính xác nha các bạn Nếu không các bạn có thể là hoàn toàn bị mất toàn bộ cái uh, đồng co của mình nha Rồi thì để cập nhật á Thì thứ nhất là các bạn cập nhật app Thứ hai các bạn vào cái phần uh, cài đặt của mình đó các bạn đó rồi để mình coi coi đây cái phần liên kết quốc gia nè các bạn chú ý lại của tôi thiết lập cá nhân và liên kết quốc gia các bạn nhớ là chỉ chọn đúng một lần duy nhất nha một lần duy nhất đó và không thể sửa đổi nữa thành ra các bạn lưu ý các bạn bấm vào một mình chữ việt nam thôi rồi các bạn bấm xác nhận ok vậy là xong rồi nha các bạn là các bạn sẽ không bao giờ thay đổi được nữa nè rồi thì đó là là cái cách liên kết quốc gia rồi à, ngoài ra thì mình cũng đã À, mình sẽ diệt qua cái tin tức của của đội ngũ co đau cho các bạn biết cái tin mà chỉ 25 phần trăm đây là các bạn cách đây một ngày à, mình mình kéo lên từ đầu cho các bạn xem những tin tức gần đây của họ nghe thứ nhất là cái việc phân bổ việc phân bổ token nó gọi là token omit đó các bạn thì đây à, thì nó sẽ có là 25 phần trăm là cái phần dành cho user có nghĩa là phần airdrop của mình đó các bạn là 2 tỷ mốt thì chỗ này là 525 triệu nè rồi ngoài ra thì những cái phần còn lại các bạn là họ sẽ dành cho thứ nhất là để chạy nốt nè rồi thứ hai là để dự trữ nè rồi cái thứ ba là để thầm kho bạc nè rồi cái thứ tư là những cái phần thưởng nói chung là 75 phần trăm còn lại các bạn là họ sẽ dành để phát triển dự án và 25 phần trăm là AirDrop và 25% này nó còn chỉ mở khóa 25% đầu tiên thôi còn 75% còn lại là họ sẽ mở khóa trong vòng 2 năm rồi ngoài ra thì các bạn sẽ xem vào đây giúp cho mình là cái thông báo mà cập nhật quốc gia và cái phần drop 25% đây các bạn đây là là cái cái mục của họ nè đó thì cái mục này các bạn các bạn bấm vào thì nó sẽ vô cái phần medium và nó khá khá là khó khó mở nghe các bạn phải bấm rất là nhiều lần á các bạn thành ra là là mình đã lưu lại rồi cuối video này mình sẽ gửi cho các bạn nha à, tại vì cái cái trang medium này á mình cũng chưa hiểu là nó bị cấm như thế nào nhưng mà lúc vô được lúc không à đó thì mình đã quay một cái video về cái tích này cho các bạn hiểu rồi thì chủ yếu cái tích này nó nói rằng là à, thứ nhất các bạn sẽ phải cập nhật quốc gia để họ biết được là cái quốc gia đó có bị cấm về crypto hay không và cái thứ hai á, là họ chỉ trả cho các bạn 25% và 75% còn lại sẽ trả trong vòng trả trong vòng à, 2 năm đó đó là những cái thông tin mới nhất rồi ngoài ra những việc cần làm của các bạn á, thì à, các bạn vẫn cứ làm những cái như cũ thôi nhận băm rồi nè các bạn thì để để nhận băm này á à, à, mình làm thử cho các bạn xem nha d 386 để nhận băm rồi các bạn cũng vô cái metamask thôi các bạn các bạn cũng vô cái metamask rồi các bạn à, à, gửi 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 tới một cái địa chỉ nào đó các bạn gửi địa chỉ nào đó rồi à, các bạn gửi một cái số bất kỳ cái bước này thì mình nghĩ mình cũng làm nhiều lắm rồi mình nghĩ thì các bạn chắc cũng rành rồi à, tuy nhiên thì hôm nay mình chưa nhận á thì mình làm nhận luôn sau khi các bạn gửi một cái đồng teco đi tới một cái địa chỉ bất kỳ nào đó rồi thì các bạn vào lại cái à, trình uh, a airdrop của mình rồi các bạn chọn nhận băm thôi ok thì các bạn đã thấy mình đã nhận được băm rồi và một số cái như là thẻ băm này chẳng hạn này các bạn thì các bạn cứ nhận hết đi nghe à, sau này á, thì cái 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 băm của tôi này này các bạn là 721 k này nè à, sau này khi dự án tiếp tục á, thì các bạn vẫn có thể dùng để những cái tốc độ này để ủy quyền để chạy nốt để à, kiếm thêm thu nhập hoặc là stacking để kiếm thêm thu nhập thì à, sau này à, chủ dự án họ sẽ à, thông báo thêm nha nha các bạn rồi ok thì đó là cái cập nhật mới nhất của mình các bạn hãy làm liền để à, nhận được cái 25 phần trăm cái phần thưởng nha à, nếu như các bạn không cập à, cái không cập nhật cái khu vực đó các bạn thì chắc chắn sẽ không nhận được nha các bạn còn ra là các bạn nhớ lưu ý à, phần của tôi phần thiết lập cá nhân phần thiết lập quốc gia phải là Việt Nam nha các bạn rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn mình sẽ đọc hết cái thông báo về cập nhật của CoinDao cho các bạn xem nha về cái thông tin mà 25% à, họ chỉ phân phối cho mình 25% còn lại là sẽ phân phối 75% trong hai năm á các bạn thì à, cái cái tweet này các bạn nó nằm ở trên Medium.com thì cái trang web này nó khá là khó vô nha các bạn Thành ra là mình sẽ à, Mình đã vô và mình lưu lại cho các bạn xem nha Thì đây là mình đã dịch sang tiếng Việt rồi các bạn Thì à, những cái mục trên Thì họ nói về cái phi tập trung Cái à, khả năng tương thích web 2 Tương thích EVM à, Và cái quan trọng nhất là cái này các bạn Cái chi tiết của AirDrop Thì các bạn đọc ở đây nè à, Nó sẽ Phân bổ cái mã thông báo này phần trăm và những số dư còn lại sẽ mở khóa trong thời gian 2 năm thì cái này nó cũng khá là giống với các dự án khác thôi các bạn cũng không có gì là 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 quá bất ngờ à, bởi vì các bạn là, là tất cả các dự án thì những người mà mua trước ico hay là những cái ieo ido thì thường là dự án họ sẽ không có trả một trăm phần trăm đâu họ chỉ trả 25, 30 hoặc mười mấy phần trăm thôi và họ sẽ mở khóa từ từ thì cái điều này các bạn nó sẽ tránh thứ nhất là À, nó tránh cái việc người ta xả hàng hết toàn bộ cái lượng coi của người ta thì nó sẽ làm cho giá của cái đồng đó nó tụt và cái thứ hai nó cũng tránh cái tình trạng cá mập là thu gom khi mà người ta xả ra qua lượng quá lớn đó các bạn thành ra thì mình nghĩ đây là một cái hành động tốt thôi hành động rất là là là, là ok của coi đao nha à, thì à, các bạn à, để mà nắm để mà mà biết được cái cách mà để nhận uh, error up á, á, những cái cái số 25% mươi lăm phần trăm này á, thì các bạn theo dõi twitter discord và medium của nó nha, nhưng mà cái mình nghĩ thì theo dõi twitter là đủ rồi các bạn bởi vì cái discord với medium mình nó khá khá là khó 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 vô đối với người việt mình á còn không thì các bạn cứ theo dõi kênh của mình mình sẽ cập nhật uh, cái thông tin chi tiết về cái cách để nhận uh, cái 25% phần trăm đó nha và đây là cái thông tin khá là quan trọng các bạn uh, cái error này các bạn nó chỉ dành cho những người bên ngoài hoa kỳ canada và những quốc gia mà không bị o trừng phạt điều này các bạn có nghĩa là à, cái aerop này các bạn là những cái quốc gia mà như hoa kỳ canada và những cái quốc gia mà bị trừng phạt đó thì hầu như là sẽ không có được 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 nhận được cái này em tuy nhiên thì việt nam mình thì được các bạn thành ra là à, cái điều này không áp dụng ở việt nam thành ra là rất là vui mừng nha các bạn rồi thì à, thứ nhất là các bạn sẽ phải cập nhật cái quốc gia các bạn bởi vì cập nhật quốc gia thì họ mới biết được là các bạn ở quốc gia nào nghe rồi mình hướng dẫn các bạn cách cập nhật cái quốc gia